Rồi, thì như quý khán giả thấy, đầu kia là hướng vào của công trình. Công trình này, công trình xây lại kẹp giữa hai công trình đã hoàn thiện rồi. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm trong công tác là thi công cốt thép, dầm sàn, móng, tầng trệt cho công trình này. Thì ở đây đó, thì quy mô công trình đó là một trệt hai lầu. Thì về thép á, thép ở đây đó thì sử dụng nè là cốt thép dầm móng cũng như là cốt thép sàn, chính là cốt thép Việt Nhật nha, cường độ là CB4 nha. Thì ở đây là D18 cho thép dầm đây. Thép sàn á, thì sử dụng là Phi 10 A200, thì còn đang trong quá trình vệ sinh chỉnh sửa lại. Đây chính là những cái vị trí là đầu cọc nè. Video lần trước á, em chia sẻ cái lỗi á, là chưa có nhấn xè những cái thanh thép, bốn cái thanh thép neo đó, neo cái đầu cọc này vào cái đài móng này. Thì bây giờ là đã bổ sung rồi, nhấn xè như thế này á, nó mới đúng cái nguyên tắc cấu tạo là cốt thép đầu cọc neo vào được cái đài móng bê tông chống cái chuyển vị ngang. Và nó đã sạch như thế này rồi nha. Thì còn những cái phần nước này sẽ vệ sinh hút lại một lần nữa trước khi đổ bê tông. Đằng kia đó thì em cũng đã có yêu cầu là có một cái bình xì ca la test rồi để trộn với cái nước xi măng để rưới vào những cái đầu cọc này để tăng cái độ liên kết giữa cái bê tông đầu cọc và cái bê tông mới chúng ta đổ chồng vào trước khi mà chúng ta đổ bê tông cho cái hệ móng dầm sàn này. Rồi, như video chia sẻ lần trước á, là em tham gia sau thì cho nên cái hầm phân này á, họ làm bằng gạch. Thì gạch á, cái chịu kéo nó kém. Thì khi mà bốn cái góc nhà này, bốn cái móng này chúng ta lún xuống thì nó sẽ đẩy nổi cái này, nó sẽ làm cho phá vỡ cái liên kết gạch và cái nước trong hầm phân á, nó đi ra. Thì cái hầm phân của chúng ta nó không còn cái tác dụng để tự hoại của cái hầm phân nữa. Thì em có bàn với thiết kế á, bên họ đó, bên đơn vị thiết kế đó, để bổ sung thêm một cái dầm treo như thế này và bên đây một cây nữa kết hợp với những cái thép vách chờ như thế này để sau này nhấn xuống và đổ một cái thành bê tông bổ sung là 8 phân xung quanh bốn cái vách hầm này để tăng cái độ cứng cho cái hầm này. Khi mà bốn cái móng của cái nhà của chúng ta nó có chuyển vị thì nó sẽ treo, nó giữ lại cái hầm phân này của chúng ta nha. Thì khi đó cái hầm phân của chúng ta làm thêm bổ sung những cái phần nhỏ vậy nhưng mà nó sẽ được bền và chắc hơn, sử dụng lâu dài hơn cái gạch này. Rồi thì đây là những cái vị trí là cốt thép gia cường lỗ ống xuyên dầm. Thì cái này nó có trong cái yêu cầu cấu tạo của thiết kế nha, phải gia cố như thế này nè. Còn không có thì nó chỗ này nó sẽ bị suy giảm tiết diện của cái dầm và nó sẽ yếu cái dầm của chúng ta. Và nếu mà chúng ta là thiết kế được cái hệ ống này có thể là nằm trên hoặc đi sâu hẳn xuống dưới hơn thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà bắt buộc như thế này do cái cao độ của cái cống ngoài kia của chúng ta thì chúng ta bắt buộc như thế này thì chúng ta phải có biện pháp gia cường thép chỗ này nhé. Đó, thì những cái đầu cọc đã vệ sinh sạch bùn rồi nè. Thì nước nó cũng đỡ bùn rồi, nó cũng trong rồi. Thì cái này vệ sinh lại một lần cuối nữa đổ bê tông là rất là đẹp. Thì bây giờ công trình đang chờ cái công tác là phun xử lý chống mối và bổ sung cái hệ cọc tiếp địa ở cái bãi sân sau nữa, là sau đó tuốt lại một lần và sẽ đổ bê tông. Thì ở đây á, thì em yêu cầu là đổ bê tông là do ở đây là công trình hẻm nhỏ nha, thì chúng ta không thể là đưa cái bê tông tươi thương phẩm vào được, thì chúng ta phải trộn tay và có một cái gói trộn quả đê đây và cốt liệu sẽ nhập bằng xe ba gác liên tục vào. Thì khi mà trộn tay á, thì em yêu cầu á, đối với mác 250 á, là 3 thùng cát, 5 thùng đá và 1 oxy. Thì như vậy nó mới đảm bảo được lúc nào nó cũng phải cái ngưỡng thấp nhất là mác 250. Thì khi